Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Cảm ơn chị nhiều nha. Ok, cảm ơn. Cuối cùng cũng đợi mua được 2 ly nước. Để bây giờ chạy qua đưa cho Jimmy trà sữa coi. Hôm nay định rủ Jimmy đi chơi, không biết Jimmy chịu đi chơi không ta. Dạo này Jimmy nó cứ bơ hoài à các bạn. Tại vì thấy mình đẹp trai quá hay sao? Ủa ta, ủa sao nhà tắt đèn tối hu vậy? Jimmy ơi, baby. Ủa gì vậy? Trà sữa này baby. Sáng nay mới mua bún bệnh rồi. Gì vậy baby, uống trà sữa đi baby. Cũng được, cảm ơn Hi Ai nha. Đúng rồi, okay, ơi, hôm đây. Nay tôi có cái này nói nghe nè. Hôm nay định rủ hôm nay á. Bữa giờ chơi Liên Quân phơi lắm, muốn vũ đi chơi Liên Quân có đây chơi với tôi đi. Câu. Tôi mới nói là hôm nay tôi bận lắm nên là ông chơi một mình đi vậy thôi. Trời ơi, bận cái gì, bữa giờ không thấy đâu rồi. Mấy ngày nay rồi, thôi đi. Tôi nói cho ông nghe là bây giờ tôi bận lắm. Từng nào tôi rảnh thì tôi sẽ qua nhà tôi dụ ông đi chơi, ok? Nó ok, đi liền đi. Nào, không được. Cho em mình đi nữa đi. Nè, giờ đi chơi nha. Ê. Thôi, không đi. Thôi, không có đi mà. Bây giờ tôi bận rồi, tôi phải có việc tôi phải làm, ông hiểu không? Chừng nào tôi giải thì tôi mới chơi với ông được. Bà mà cũng có việc bận nữa. Trời ơi, tối bữa giờ bơ tôi 5 ngày rồi nha. Không biết. Trời ơi, không biết Jimmy có cái gì giống nữa mà tự nhiên hôm nay bơ mình hoài vậy ta. Dạo này cái làng này là hỏng hết rồi. Nhưng mà mình không hiểu tại sao bên thằng Hachi tình cảm của nó vẫn còn khăng khít quá. Để mình qua bển mình hỏi nó thử coi. Hachi. Dạ. Chỉ Văn Chi, chỉ Văn Ha, hả Văn Chi? Dạ. Ủa, nghe qua nhà em Văn Chi gì ạ? Hôm nay anh muốn hỏi mày nè. Dù gì? Bữa giờ mày thấy Jimmy sao? Bữa giờ hả? Bữa giờ thấy chị Jimmy cái đi đâu á? Ừ đúng rồi đó. Hôm nay anh định rủ đi chơi nè, mà 5-6 ngày nay không rủ được luôn. Anh đang nghi ngờ có khi nào Jimmy có người mới rồi không? Ủa làm gì có chuyện đó anh ơi. Trời, có bây giờ mà chị Jimmy có người mới được. Trời ơi, sao mà không có được. Chứ không có thì trời miếng bánh coi. Chứ không có thì tại sao bữa giờ không có đi chơi với anh gì hết. Anh kêu gì cũng bơ. Sao mà bỏ đi không vậy? Mấy ngày liền luôn anh. Mấy ngày liền luôn. Vậy ta? Hay là chị... Ủa, lỡ chị Nabi có người mới. Ê, chị ơi. Ủa, xe đâu đẹp vậy chị? Hả, xe để dành tiền, bỏ mua ấm heo á, để dành tiền xong rồi nè. Ủa. Em 8 cái bánh luôn, hôm qua chị ăn hết 6 cái bánh quy nhà em á. Ok em chị. Vô nha, chị bận rồi. Bye. Ủa, okay, okay. Bye. Ôi, chị lậu đẻ à, trời ơi. Ủa, chị Jimmy có xe mới đẹp vậy anh mới mua à? Ơi, trời ơi, thấy không, Jimmy cứ đi đâu hoài à, mà ở đâu có con xe đó nữa kìa. Nhiều khi có bạn trai tặng rồi. À, có mua đâu. À đúng rồi, anh thử lòng chị Jimmy đi, biết liền mà. Thử lòng sao bây giờ, ai biết thử lòng bằng cách nào. À, anh cua thử ai đó trong làng coi phản ứng của chị Jimmy như thế nào. Cua hai bây giờ chị anh chị ta Abi Huno hay là ai trong làng á, bữa giờ đó giống như mấy đợt mà em cua chị ta đi nghe mà bà nhìn kia bánh cứ ghen lên á. Trời là phải làm cho ghen lên, nhưng mà ghen rồi thì đúng sao? Đúng rồi anh biết chị Jimmy còn thương anh. Đồ. Vậy là Vinh kia còn thương mày đó. Nhưng mà em muốn ba bơ em. Vậy? Mà giữ lắm, mà giữ như con chằn á. Như con chằn luôn, con chằn nào màu đen đâu. Có con quỷ màu đen thôi. Ôi giời. Chết rồi. Ôi chàng tới rồi, bà chàng tới rồi, mày xuống dưới đi. Kêu không trả lời mày. Mèo. Mày tử ra đi nha, Chi ơi, mày trốn lẹ. Em trốn rồi. Alo. Sao nguyên con học? Ủa? Anh Hi Ai? Mày hơi mất dạy rồi hả mày? Xin lỗi. Qua đây làm gì? Kiếm mà Hai Chi. Ủa, Hai Chi có nhà không anh? Hai Chi có nhà không nhỉ? Đi rồi. Đi rồi. Đi hả? Trời ơi. Kiếm nó đi kêu nó đi được chứ. Rồi thôi. Vinh gây, anh nói này nè. Hồi nãy á, trước khi đi thằng Ha Chi nó có gửi cái lời này với em nè. Nó nói em á là... Lạ gì nhỉ? Lạ gì? Lạ gì nhỉ? Ê! Mày cái.
Nghe nghe không? Nó nói em là đồ quỷ cái. Không, nó đi rồi. Làm gì vậy? Để trừng phạt mày, tao sẽ nuốt hết cái đồ này tao đi bán. Gái đứa vợ cái thói hành cứ không chọn được là mày chết. Mày với tao nha mày. Ui ơi ơi. Trời ơi, mày chọc nhầm người à. Chơi ơi, mày ra đây bây. Mày trốn đâu vậy? Dạ. Ồ, chuyên nghiệp vậy ta, chuyên nghiệp vậy ta. Chuyên nghiệp vậy ta. Trốn mấy lần rồi? Mỗi lần mà chị qua em chỉ trốn thôi. Mày trốn vô phòng xanh, phòng đợi xanh. Mất cái máy, mất cái máy tính của mày rồi kìa. Để vậy. Rồi, mất cái bài nữa nè, mất cái tivi, mất cái hết rồi. Đó, bởi vậy mày chọc cái bà chặn lửa đó, chi đó. Thế ông vợ, anh thử lòng chị Jimmy đi. Là được, ok, là ok, liền ok, nhưng mà thử lòng ai bây giờ? Vấn đề mới khó chứ. Abby, Abby thử coi. Abby, được Abby, không? Abby. Được mà, trời, có gì bà nói cái là Jimmy biết liền mà. Anh nghe cái mùi nó thúi thúi, thủm thủm. Không, 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 vậy nè. Giờ, giờ anh là nếu như chị Jimmy giận, anh tặng quà ngược lại nữa là hết giận ấy. Nói chung là bây giờ thôi. Mày nhức đầu á. Bây giờ mày chưa bước một chưa tới nữa, mày nói bước hai bước ba bước bốn rồi. Bây giờ mày bây giờ một chút hẹn chiều nay hẹn Abi ra giùm tao. Tại vì buổi chiều là Jimmy về đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chiều chiều mới đặt rồi. Cần Jimmy luôn trước cửa, trước 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 trước. Cần nhà Jimmy luôn. Ok ok ok. Ok ok ok. Cái sao bốc rổ nha. Ok ok nha, ok nha. Nhớ nha, nhớ nha. Nhớ nhớ. Ok ok ok. Về đi, về đi, về chuẩn bị thôi, đi về chuẩn bị ơi. Chuẩn bị thôi. Mong là thành công Jimmy sẽ ghen. Đi về chuẩn bị thôi nè. Chiều nay là một kế hoạch thiệt là hoàn hảo luôn. Ủa, anh đẳng có Abi kìa. Có gì nữa? Gì đánh em vậy? Ây da, thị da. Ây, ây, ui. Đi ra, đi ra, đi ra. Abi ơi, hay là bây giờ á. Hả? Thằng Huy nó đối xử tệ bạc của em quá à. Hay gì vậy thôi. Để anh cho. Cho? Ừ. Cái gì? Hơi sai sai nhưng anh có chị Jimmy nè mà. Thì Jimmy dạo này cứ để mắt ở đâu á. Nên thôi. Mà chị Jimmy là chị của em mà, em đâu vậy làm gì được. Trời ơi, chị thì chị chứ. Hợp lý đó, hợp lý đó, hợp lý đó. Hợp lý nhưng mà em có Huy rồi. Không nói gì vậy ha. Ai nữa. Oh, hello Jimmy. Nói về. Những gì ông nói với Abi rồi nha. Ya tôi không ngờ ông là con người như vậy luôn. Tôi không ngờ Abi cũng là con người như vậy luôn. Ơ chị Jimmy nó vô nha. Ơ chị Jimmy. Ơi. Ơi 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 Jimmy từ từ cái gì? Ui. Jimmy đi luôn rồi. Anh nói gì? Anh chị Jimmy bỏ đi luôn rồi kìa. Cái đó là anh nói dở, ai nói với mày đâu mày. Chết rồi. Hà Chi ơi, túi bảy ra rồi. Hà Chi mày đâu rồi? Hà Chi cứu mạng. Đâu rồi, Hà Chi rồi. Mày vô đây mày. Trời ơi, hỏng rồi. Tao vừa làm xong rồi. Thôi sao ai chị Jimmy phải lớn như sao? Trời ơi, ghen luôn, rồi đi mất tiêu luôn. Rồi đó, ghen rồi đó. Ghen là còn tưởng anh đó, trời chứ còn muốn sao. Nhưng mà đi mất tiêu rồi. Trời ơi, chị Jimmy chắc đi vô rừng chơi chơi xíu rồi về. Giờ anh chuẩn bị một cái gì đó tặng để tạ lỗi ngược lại cho chị Jimmy đi là ok. Ok, Jimmy chứ còn thử. Tặng quà lại thôi là được đúng không? Thì anh bắt đầu anh tặng quà lại, anh nói cái đó là cho anh giỡn thôi. Chứ coi thử lòng chị Jimmy thôi, Jimmy bỏ qua mà. Ừ nhỉ. Được. Vậy nha. Đi mua đồ đây. Ôi trời ơi, bây giờ phải đi mua quà gói lại coi các bạn ơi. Trời đó. Trời ơi, tối rồi. Không biết Jimmy về chưa ta. Để qua bển nói cho Huno nghe coi. La. Lộc, để qua bển tìm Jimmy coi. Jimmy á. Ủa? Hả? Huno có Huno mà nhắc Jimmy, không có Jimmy. Trời. Lý Giang Huno. Bây giờ này anh qua đây chi vậy anh? Bây giờ này anh không được qua đây. Hả? Anh qua đây rồi. Anh tìm. Ủa? Jimmy. Jimmy về em chưa? Em định hỏi anh luôn á. Ủa gì hỏi anh? Ủa em định hỏi anh là sáng giờ anh có gặp chị Jimmy không? Chứ chị đi hồi sáng mà chưa về nữa. Hộp quà này anh để cho Jimmy. Ủa chưa về luôn? Đúng rồi, chị đi từ sáng sớm mà. Ui, không á, lẽ là do cái này chị... á, lúc nào chị cũng đi từ sáng sớm rồi tới chiều tối chị mới về á, mà hôm nay không về luôn. Ơi, có khi nào do mình không ta? Chết rồi, tối đâu bữa dở làm lỗi làm. À, anh làm gì vậy? Anh làm bữa anh lỡ dở Jimmy xíu, Jimmy giận mất tiêu luôn. Thường thì thường là về liền nhưng mà hôm nay đi luôn rồi. Chứ là mình đi tìm chị Jimmy đi anh. Trời, Khuya biết tìm ở đâu? Trời, anh làm gì bả mà bả giận như vậy? Sao? Rồi. Chết rồi.
Thôi thôi mày để hộp quà này, nhớ có gì thì nhớ nói với My là anh tìm với My rồi để hộp quà này kêu với My lấy đi nghe không? Rồi với My về báo anh liền nghe chưa? Ok ok anh. Ok Thanh Kiều đi ngủ. Okay, anh. Ngủ đi. Chết rồi Hai Chi ơi là Hai Chi bị báo hại rồi Hai Chi ơi. Thằng quỷ Hai Chi qua tìm nó tiếp mới được, qua thử thằng này mới được. Chết rồi kêu nó giúp để ăn tình cảm gia đình, bây giờ nó mất luôn gia đình luôn rồi. Đâu rồi trời ơi, gì vậy, sao qua đêm bữa tối hôm vậy? Jimmy mất hiệu rồi. Đâu Jimmy đi đâu từ chiều giờ sau cái vụ mà mày kêu tao thử lòng đó mày? Có lẽ thì Jimmy đi ra ngoài đó khác được thì không ta. Mày khùng tao đá cái đầu mày bây giờ ra. Chắc Jimmy giận anh chút xíu à, trời ơi. Chút xíu mà đi tới giờ chưa về, thường là về liền rồi. Chắc Jimmy bị lạc á, chắc là chị giận vô chạy vô rừng, ở đầu lại trong rừng rồi. Jimmy làm gì lạc được, Jimmy chơi Minecraft quen rồi. Sợ Jimmy đi lạc vô trong cánh rừng nào đó góc kia thôi mà, cái đâu anh. Chắc giờ đi tìm ra liền mà. Trời ơi, không thể nào đi lạc được, chắc chắn. Ủa chị Jimmy đâu ta? Vậy có điện thoại mà, nếu mà lạc là nhắc gọi tụi mình rồi. Thôi, giờ anh cứ yên tâm đi. Chắc mai chị về, chị giận anh chút xíu có ngày hôm nay mà. Chắc mai chị cũng về à. Chắc qua cái, chắc chị kiếm cái dân lẻ đó chị ngủ ké rồi. Thôi, trời ơi, không về là tao xử mày luôn nha mày. Mày á, ké đâu? Ở chân á, ở chân nha mày. Trời ơi, thằng này báo hại mình thiệt rồi các bạn ơi. Bây giờ Jimmy đi luôn rồi. Bây giờ phải làm sao đây, giờ là phải làm sao? Trời ơi, chết tôi rồi. Bây giờ chắc về ngủ, mong ngày mai Jimmy sẽ về. Nhanh lên đi về thôi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Mày chán rồi, Jimmy về chưa ta? Thôi đi qua bển thử anh rồi. Anh Thi à ơi. Sao vậy? Ủa, Jimmy về hả? Về luôn. Cái gì mà không về, giỡn hoài mày. Để em đợi á, mà không có luôn á. Sao mà không về được? Không về luôn, về anh qua nhà đi, không có về. Trời ơi, chết rồi. Ủa, chưa về thiệt luôn. Ủa, nó giỡn chi? Rồi, xong rồi. Ui, thôi bây giờ mày đi tìm chị Jimmy giùm anh đi. Ui là trời. Đi giùm đi. Phải giận dữ vậy. Đi tìm giùm đi, trời ơi, đi tìm người khác phụ coi. Thằng quỷ Hai Chi này. Tao qua tao xử mày liền, thằng quỷ Hai Chi, thằng Hai Chi đâu rồi? Trời ơi, Hai Chi ơi là Hai Chi, mày hại cuộc đời tao rồi. Trời ơi là trời. Ê Hai Chi, Jimmy chưa về. Cái gì? Hết rồi, đi em anh. Jimmy đâu mà cả đêm trời, sáng rồi. Trời ơi, chết tao luôn rồi nè. Ôi quay cái gì nữa? Jimmy có bên đây không? Jimmy hả? Jimmy làm gì có bên đây mày? Mà mày kiếm Jimmy làm gì? Ủa người yêu tao không kiếm gì, hôm nay tao kiếm mày. Ủa nhưng mà mày kiếm mày kiếm người yêu thì mày kiếm người yêu mày đi chứ. Thôi nói nhiều quá. Bây giờ mày với Hai Chi đi tìm Jimmy giùm tao đi. Vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa? Nghe lên, tao không biết. Đó là lợi giáo trưởng lên, nghe lên. Quay. Cái gì ai biết không? Không biết. Đi từ chiều hôm qua tới giờ sáng rồi. Chắc đạt rồi quay ơi. Anh Hai Chi á, mong là đi lạc, đi tìm đi. Trời ơi, cái ngu này đi tìm. Rồi, đi tìm. Nhanh lên. Mày không tìm ra tao xử tụi mày đó. Ừ là trời. Chết tôi rồi, trời ơi. Ơi là tìm thông tin coi có Jimmy ở đâu không, có tìm bị lạc hay mất tích gì không. Chết rồi, chết. Trời ơi, sao chiều rồi chưa thấy thằng nào về hết vậy trời. Không biết Jimmy có ở đâu không nữa. Trời ơi, tụi này ơi, là tụi bay làm gì là chết tao rồi. Ơi, đây nè. Mệt quá. Mày nói gì vậy? Nói là mày tìm đi, sáng giờ tao qua tới giờ tìm mệt quá. Trời ơi, kêu tụi mày giúp cũng như không mà. Mượn giường ngủ. Trời ơi, chết rồi. Bây giờ qua tìm chị Nam Bi với lại con Kim Ki mới được. Nhìn lên chị Nam ơi. Chuyện gấp. Em lỡ làm lỗi với Jimmy xong rồi Jimmy bỏ nhà đi mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, gì? Làm lỗi gì mà bỏ nhà đi? Lỗi gì là bí mật. Lỗi gì phải lớn lắm nè, phải không? Em nghi rồi. Nghi rồi. Thôi bây giờ nha, tìm giùm tôi đi. Ủa? Rồi tự nhiên làm lỗi xong cái kêu mình đi tìm. Đúng rồi. Chữ làng cậy quyền, nhanh lên. Đi ra khỏi nhà tôi. Cái gì vậy trời? Lộn nhà. Trời ơi.
đi tìm giùm đi nha. Không biết ở đâu nữa rồi, sáng giờ Huy với Hai Chi không tìm ra rồi. Nghe nha, nhớ tìm được nha. Rồi. Ok. Trời ơi, Hai Chi ơi, hãm hại rồi, bây giờ làm sao đây? Trời ơi, trễ hơn nữa rồi mà sao không thấy thông tin gì về hết vậy? Ôi, nè chị Na. Sao rồi, chị đi đâu vậy? Trời ơi, khỏe quá à. Mày nhìn cái mặt đó đi. Chị Na kiếm thấy chưa vậy chị? Chị Na bầm mắt kìa. Chị Na bầm mắt tiếp à. Ôi, chị Na bị con mắt gì vậy? Nha. Cái này Na bầm chút mình Na bi rồi. Thi Ha làm cái gì mà giúp mi bỏ đi rồi nha. Ủa làm gì vậy? Ê, đừng để quay quay đi. Tao nói cho mày nghe nè Huy. Thi Ha nó cua AB xong zombie giận bỏ đi luôn. Cái gì? Ai. Cái đó là cái đó tao thử làm thôi. Cái giỏi là do thằng cái gầy này nó trốn kìa mày thấy không? À, chó đi. Trời ơi, zombie đâu? Nhưng mà sao chị bằng mắt? Trời đất ơi, ta ra ta tìm được zombie rồi xong cái tự nhiên con AB xong rồi bốn mặt một lời rồi con AB con Vinh kia tự nhiên nó đánh lộn cái thằng này nào. Thằng cô hồn này. Nó quấy lộn với nhau xong tao vô tao can tao đâm tao bầm con mắt luôn nè bây giờ nè. Ủa giờ bây giờ với mi sao không về? Không chịu về nữa luôn rồi. Ôi bạo quá, tự giải quyết đi tao đi chờ. Trời ơi, bạn ơi, zombie bây giờ giận mình thiệt luôn rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây các bạn? Trời ơi, các bạn biết cách nào đi. Bây giờ làm lỗi là với zombie không các bạn? Trời ơi, bạn nào biết hãy comment lại bên dưới giúp mình đi. Bây giờ mình phải làm gì các bạn? Hãy cho mình ý kiến đi nha. Còn bây giờ thì chắc là hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo á. Tập sau mình mới đi xin lỗi thôi. Trời ơi.